hoàng thượng, giấu độc trong móng tay, thuốc độc rơi trong rượu liền hòa tan, có thể điều tra trong móng tay của ai có độc sao? Theo thần thiếp thấy, người hạ độc chính là Khấu Châu không ai khác. Khấu Chuẩn, khanh nói tiếp đi. Dạ. Bệ hạ, chỉ cần dùng phương pháp này, hung thủ đầu độc Lý Nương Nương sẽ lập tức hiện nguyên hình ngay. Hả? Ý của khanh là sao? Khấu công nhân, xin mời cô cũng giơ ngón tay út ra. Bây giờ thần xin bệ hạ hạ chỉ, mời Lưu Nương Nương cũng giơ ngón tay út ra. Người Chuẩn Tấu, với thuốc độc cực mạnh như vậy, chỉ cần một lượng cực nhỏ giấu trong móng tay là có thể lấy mạng người ta. Chẳng qua là bắn nhẹ móng tay một cái, chất độc đã rơi vào trong rượu, nhưng trong móng tay nhất định còn dính lại chút ít. Chỉ cần thần, Khấu Châu và Lưu Nương Nương ba người đưa ngón tay út vào miệng nếm, hung thủ sẽ lập tức hiện nguyên hình. Không phải, không phải của ta đâu. Sao chẳng lẽ không phải là của ta? Bây giờ chỉ còn chờ xem Lưu Nương Nương thế nào. Bệ hạ, nô tỳ tình nguyện nếm tay cho Nương Nương. Sao? Ngươi? Nô tỳ không sợ chết, tình nguyện nếm tay cho Nương Nương, chỉ để cho bệ hạ nhìn rõ rốt cuộc ai là hung thủ. Nô tỳ tình nguyện lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch. Xin bệ hạ ân chuẩn. Con tiện nhân này, ta phải giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi. Bệ hạ, thần thiếp thỉnh chỉ giết chết con tiện nhân này. Bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp giết con tiện nhân này. Bệ hạ, bệ hạ, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, chuyện này xin bệ hạ hãy định đoạt. Xin bệ hạ định đoạt. Xin hoàng thượng xử lý công bằng. Tỷ tỷ, trong chuyện này tỷ giao cho muội xử lý đi. Nhưng mà tỷ phải hứa với muội một điều kiện. Điều kiện gì? Khấu Châu từ hôm nay trở đi sẽ đến Ngọc Thần Cung hầu hạ muội. Được. Khấu lão tướng gia, người nhìn rõ rồi chứ? Lý Nương Nương đúng là lòng dạ Bồ Tát, lão thần đã nhìn rõ rồi. Bệ hạ, móng tay Lưu Nương Nương không có độc là lão thần hồ đồ. Khấu tướng, khanh làm tốt lắm. Ừ.
Nương nương, người sao vậy? Nương nương. Khiên Lưu Phi xuống dưới. Dạ. Lý nương nương đúng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà quá hiền lành, cũng quá hiểu ý của người khác. Lần này chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội quá tốt để trừng trị Lưu Nga. Qua chuyện xảy ra ngày hôm nay, mong là Lý nương nương có thể hiểu được một đạo lý: đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn trả. Lão thần nghĩ Ngọc Nhi nó sẽ hiểu mà. Mong là vậy. Nhanh lên. Tiện nhân này, người chết tới nơi rồi. Tên gian tặc, người hợp với Luffy hãm hại Lý nương nương, sớm muộn gì sẽ có ngày các ngươi chết không có chỗ chôn thân. Ây trời ơi, còn đứng đó làm gì? Bắt nó. Dạ. Ai dám tiến tới? Hả? Lâm Diễn kiếm bài. Hả? Ở đâu mà ngươi có vật này? Quách què, để ta nói thật cho ngươi biết, Khấu Châu không phải là người của Bích Vân Cung từ lâu rồi. Đây là độc diện kim bài hoàng thượng ban cho Khấu Châu để có thể tự do đi lại trong cung. Chắc ngươi biết nó chứ. Cái con tiện nhân này bán chủ cầu dinh, đáng chết muôn phần. Bán chủ cầu dinh? Câu nói như vậy ngươi cũng nói được à? Ngươi vì chủ nhân Lưu nương nương này đối xử với cái hàng chúng tôi như thế nào chỉ có trong lòng ngươi rõ nhất. Một khi đã đặt chân vào Bích Vân Cung thì sự sống chết giao đến tay các người. Đúng là nhục mạ đánh đập, hễ không vừa ý một chút là cái hàng chúng tôi chỉ có con đường chết. Tính đến ngày hôm nay, Bích Vân Cung đã có bao nhiêu cung nhân đội thị mất tích, ngươi còn nhớ nổi con số đó không? Hòa gì ở phía sau cũng sắp trở thành hố chôn xác của ngươi dành Lưu nương nương rồi. Ăn nói bậy bạ. Ta mà nói bậy à? Ngươi hỏi bọn họ xem, có ai mà không biết chứ. Quách què, ngươi còn có mặt mũi nói ta bán chú cầu dinh à? Khấu Châu ta có tội gì? Chỉ vì thái độ của hoàng thượng đối với ta dịu dàng một chút thôi, ta đã phải chịu sự đánh đập của các người, xem chúng đưa đã mất mạng rồi. Đối với một chủ nhân như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới tận trung tận hiếu. Các ngươi đợi rồi xem, sẽ có một ngày tất cả cung nhân nội thị ở Bích Vân Cung đều hiểu hết. Đến lúc đó các ngươi sẽ phải trả giá. Các ngươi mới là kẻ ngốc, bắt nó cho ta. Cái lũ khốn kiếp, bắt nó đi. Dạ. Ai dám nói bừa? Bắt nó. Chỗ của các ngươi đúng là náo nhiệt thật. Lão nô khấu kiến nương nương. Được rồi. Chỗ của các ngươi đang hát tuồng gì vậy? À dạ không có gì, đang đùa giỡn thôi. Thôi được rồi, đứng lên đi. Tạ nương nương. Đồ đạc thu xếp xong chưa? Đều xong cả rồi. Đi thôi. Quách tổng quản. Dạ. Lưu nương nương đã đỡ chút nào chưa? À dạ, vẫn còn đang hôn mê. Nương nương vẫn đang hôn mê. Ngươi là tổng quản của Bích Vân Cung, không đi hầu hạ, ở lại đây cười giỡn với các cung nhân nội thị thì còn ra thể thống gì nữa? À dạ dạ. Còn không mau đi. À nhưng mà à, nhưng. Đúng rồi, ta đã nói với nương nương các ngươi, bắt đầu từ hôm nay Khấu Châu đến Ngọc Thần Cung của ta. Ta vốn định gặp trực tiếp Lưu tỷ để nói một tiếng, nhưng tỷ ấy vẫn còn hôn mê. Vậy thì bổn cung đưa Khấu Châu đi trước. Có gì ngày mai hãy nói. Khấu Châu, chúng ta đi. Đợi đã nương nương. Sao hả? Lý nương nương à, nương nương đưa người đi như vậy, lão nô biết ai nói làm sao với Lưu nương nương đây. Vậy ý của ngươi là? Lão nô thấy
Hay đợi Lưu nương nương tỉnh dậy rồi hãy nói ha. Nghiêm trọng thật đó. Bây giờ kẻ dưới ở trong cung chẳng còn xem chủ nhân ra gì nữa. Trần Lâm. Dạ. Chức lục cung tổng quản của ngươi là thế nào vậy? Hồi thần phi nương nương, Bích Vân cung là đặc lệ, không thuộc quyền của nô tài. Thì ra là vậy. Vậy thuộc quyền hoàng thượng chứ? Đương nhiên rồi. Lãnh thổ Đại Tống ta tuy rằng rộng lớn, nhưng không có nơi nào hoàng thượng không quản tới được. Có đúng không, Quách tổng quản? Trần tổng quản nói rất đúng. Nếu là thuộc quyền hoàng thượng, vậy thì dễ rồi. Mời Quách tổng quản theo bổn cung đi một chuyến. Chúng ta cùng đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng nói với Quách tổng quản, cũng coi như là Lưu nương nương nói với Quách tổng quản rồi. Hơn nữa, hoàng thượng cũng đang định hỏi Quách tổng quản về chuyện hạ độc trên đại điện lúc nãy. Lão nô chết vạn lần cũng không dám kinh động hoàng thượng. Lão nô nói sai rồi, mong nương nương tha tội. Ngươi nói cũng rất đúng. Bổn cung đưa Khấu Châu đi như vậy, đúng là làm khó ngươi. Ngươi yên tâm, hoàng thượng không sợ phiền đâu. Chúng ta chỉ cần nói với hoàng thượng một tiếng, hôm nay bổn cung không đưa Khấu Châu đi nữa. Lão nô không dám, lão nô không dám. Vậy thì tính sao đây? Xin Lý nương nương nói với Lưu nương nương một tiếng là nô tài thoát khỏi liên quan. Nương nương muốn đưa ai đi cũng được. Không phải lúc nãy ngươi nói Lưu nương nương hôn mê bất tỉnh sao? Chắc giờ tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Lão nô giúp nương nương thông báo một tiếng. Đúng là đồ ngu. Sao ngươi đưa ả đến chỗ ta chứ? Người đàn bà Lý Ngọc này thật sự không dễ đối phó đâu. Động một cái là đưa hoàng thượng ra dọa rồi. Lão nô muốn được Khấu Châu đi à? Không dễ đâu. Ta còn biết con tiện nhân này, thầy không làm người. Tỷ tỷ tỉnh rồi à? Muội muội, tỷ tỉnh rồi. Muội muội vào đây đi. Tí tí, mùi mùi đến rồi hả? Mùi ngồi đi. Tí thấy đỡ hơn chưa? Thật ra cũng không có gì. Chẳng phải bị Khấu Chuẩn chọc tức hay sao? Tí đừng giận nữa. Tức giận chỉ hại cho sức khỏe thôi. Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng đã qua rồi. Hôm nay may mà có mùi giúp tí giải dây. Vậy Khấu Châu mùi mùi đưa đi nha. Mùi mùi, tại mùi không biết thôi. Khấu Châu hầu hạ tỷ nhiều năm rồi, bây giờ tỷ thật sự không thể thiếu Khấu Châu được. Hay là mùi thấy như vậy đi được không? Mùi mùi chọn một cung nhân khác ở chỗ của tỷ, hai người đi cũng được. Lúc nãy ở trên điện không phải tỷ đã đồng ý rồi sao? Lúc nãy ở trên điện tỷ bị bọn chúng làm cho chóng cả mặt, đâu có thời gian nghĩ tới chuyện này. Nghe mùi nói tỷ buộc miệng đồng ý ngay. Mùi mùi, tỷ vẫn cảm thấy Khấu Châu ở lại bên cạnh tỷ tốt hơn. Muội thấy sao?